Hello anh chào nhà. Em chào cả nhà nha. Vâng, sau đây tiếp nối chương trình trong ngày hôm nay. Tức là MC. MC. MC ở đây thắt này vô rồi, ta cà vạt được vô, áo vest được vô, trời ơi mới giống MC. Còn nhìn âm tôi giống ăn mày quá. Giống như ăn mày cái nhà MC giống gì kỳ cục trời. Phong độ thì thôi còn gì nữa rồi. Giống như ca sĩ Hollywood không? Trời con gà nó khiến nữa kìa. Cái thùng mút em để hơn sao cái nhà đó đâu, nó mổ bụng bụp 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 nè, nó khiến vô nồi nữa gì vậy? Trời ơi trời. Chơi bữa nay làm chuồng gà cả nhà. Để gà nó đi gai gào này kia nó chui lưới nó chui ra được chứ vợ nó chữ quá trời. Trời ơi nó quậy cả nhà ơi, sao nó khỏi nói tới luôn. Lên nền nhà đúng này. Bây giờ làm cho nó có cái chỗ rồi cho nó đàng hoàng cái nhà cho nó không đi ra được, đặng mình mới cuốc đất mình trồng rau mình làm này làm kia được. Chứ cả nhà nói sao đất ra rộng không nhấy trồng rau vậy thì gà không sao trồng được. Anh Tèm nuôi mấy chục con gà, cả nhà cũng biết coi mấy clip trước, cả nhà cũng biết rồi đó, quá trời nó quậy có luôn. Có 4 con à, thằng của mấy anh em nó trên Bình Dương nó gửi cho anh trò. Hai gà trống, hai gà mái, vậy vợ đẻ gà hai mấy con. Sao anh nuôi gà, sao anh nuôi gà đẻ quá trời mà anh nuôi em sao không đẻ vậy nghe. Đẻ nuôi nội, anh nội. Con gà nuôi vậy đẻ vậy nuôi còn nổi chứ mà em mà đẻ chừng hai đứa đó là rồi đó thôi à. Không nổi nuôi nổi giờ nuôi nổi em với Mỹ Trinh không muốn ốm ốm nhôm nhách lội hai lỗ tai thêm đứa nữa là đói luôn đó cả nhà, nuôi không nổi đứa đừng xin. Nè anh xin là em có đầu tư cái nón lá là ngon luôn đó cả nhà, đó nón lá của em là ngay luôn, nón lá là dục dừa tặng cho em thêm cái tô bể bể nữa là với cái bọc cái bao bố gách gách nữa là ngay luôn đó. Hay, để vỏ điểm gà. Trời đại xuồng xuồng tre, xuồng tre vô hay chạy ngang sông rồi lát cái kêu ghé lại mua cây mua này mua kia rồi điện hai chồng Nguyễn ra làm phụ. Hôm nay kêu qua đại ca Khani Nguyễn 39 mới lập kênh đó cả nhà, qua đó đăng ký ủng hộ em đó cả nhà, hai chồng mà mới tập quay cũng nhìn mới cười tí tiếu. Nha, hai chồng Nguyễn tính ra là cũng như là ấy hơn mình là lần ấy anh. Ừ. Nó đỡ ngại hơn mình lần lúc mà tại quay chung với mình nhiều quá nó quen với nó vậy là ok, hồi lúc hai chồng em mới lần đầu tiên mà quay cái nhìn mắt ối luôn. Bây giờ mà quay em bấm vô cái clip mà hai năm trước á em xem lại mà em tự mất cỡ ơn á, em tự nhục mặt em ơn luôn á cả nhà, nhìn kỳ lắm, không có được tự nhiên giống như bây giờ á. Trời ơi giờ ba con gì nhìn ba mất mệt chết luôn chứ có tốt lành luôn. Nhưng mà cái mặt cái nhà vô xem cái clip mà những cái clip mà hai năm trước của gia chủ gọi đi, giờ cái mặt em cũng như mặt mâm nữa. Vô cái mặt em nó lãng lãng sao kỳ lắm cái nhà, nó kỳ lắm, kỳ lắm ha, giờ biết kỳ luôn chặt. Nhưng mà cũng nhờ là được cả nhà thương, cả nhà ủng hộ, nhưng mà cảm ơn cả nhà rất nhiều nhiều. Yêu ví yêu mến chúc. Thôi cho nội ơi, giờ đi gần trước đón gà ngồi nói chuyện tào lao chạy ngang không hay giờ nè. Rồi. Giờ gần trước đón xuồng cây cả nhà. Gà kêu mùa tre với chàm để cắt cái chuồng gà. Giờ nó đang chạy. Đậu bên này nó cạn. Ghe vô ghé không được luôn. Ông này bên cầu chạy qua bên đó lát ghe ra khó. Ghê không? Chặn hai cái bạch đằng nữa. Chạm 4 cây. Khung 4 cái chàm hả? Cây mua cây tầm dông đặng nhìn vết. Cây 70 ngày chú bớt cây 5 ngày. Chú mua thêm 4 cây chàm. Cây chàm cây 60 hả chú? 60. Cây chàm lỗi nào? Nhỏ đó 60 đó. Kèo làm kèo chú dắt luôn đó. Trời ơi dưới này cây cũng nhóc. Dùng này có mấy chiếc này chạy đi cái mình ngoắc mua chứ chạy xe chở không có xe chở vô được khó. Bán này đỡ không à cô? Đỡ. À
là năm mấy trăm được không? Cái nghề. Ngày hả? Nghề thì phải đi. Nhiều năm rồi cô? Khoảng mấy chục năm. Nè, mấy hàng năm hả? 40, 60 nè, không lấy 4 cây nè. 60 hả? Có cây nổ cây ăn nữa. Hả? Trời trời, chạm ngay vậy còn gì nữa. Rồi, lấy con 4 cây. Rồi đắt cho con số điện thoại nữa, có cái gì con điện chạy vô con mua con cắt hai cái chòi vậy. Dạ, đậu ở ngay xã phải không? Sao chừng nghe xéo trường học vậy? Chỗ chỗ bệnh viện xa bệnh xá. Dạ, trạm xá đó. Dạ. Cái 60 kia kia 65 cây. Đấy, tính tiền. Chục lên 4 cây 10 gầm dâm. Rồi chúc chú với cô mua bài bán đất nha. Quay đó, ngốc lên, quay lên có mình chậm. Mới xuống qua rồi. Dạ. Lấy trên đó rồi chạy xuống đây bán hả chú? Chú ở Phước Long mà Bạc Liêu. Cô chú. Ở nhà có thấy cô chú chạy ghe có mua cây cối ủng hộ cô chú này. Cô chú dễ thương. Cây cây dài vậy đó anh, cây này anh tính làm để làm gì? Ý là có chẻ ra không á? Dài dữ á. Vậy hả? Từ từ vô. Kinh lần hai cây, hai cây. Vừa sức rồi lại chứ để kinh nhiều quá hết sức vợ. Vợ quýnh không có chạy không kịp, bọt nó chạy không nổi gì. Là quê chúng em nè. Nhìn từ từ vô cả nhà. À, không bao lâu là sẽ mọc lên hai cái chòi mới, một cái chuồng gà và một cái chòi lá. Mấy cây anh mua mấy cây lận anh? Chục cây hả? Để đi mua, nói chung là cũng không có ế ẩm gì đâu, sợ giờ bữa mình còn làm kia đó mà. Có cây nào nhỏ xíu không? Đổi với cây kia, đổi với cây sầu đồ á. Cho mình máng đồ nó dễ. Cây sầu đồ nó bự quá. Có cây nào? Cây nhỏ, cây này bự hơn cây sầu đồ không à. Dạ. Yeah. Cây sầu đồ được hỏi mình mua có 50 mà mua cây này 70 ngàn mà chú bớt cây 5 ngàn. À. Thế sao mà ginh cây mặc độ mới đưa mấy Trinh đi học về ở nhà chứ không phải ghé gặp mua luôn. Đưa mấy Trinh đi học về ghé gặp thì mua luôn đó nha. Cái nha. Hôm trước cho cái cây bông giấy nữa. Giờ anh tèo trọng đây này cho nó sống, cho nó dưới đất cho nó sống chứ để trên chậu nó chết, nó màu héo. Trọng. Cho nó bắt đất. Đây, trời ơi. Cô nàng nào chống xuồng thì ghê trời. Cô nàng bé hổng nhỏ xíu xinh xinh. Chống xuồng gì bịt kín mít vậy. Đem dịch lên mẹ. Dịch lên.
Trời ơi trời. Bọc gì vậy? Thay hả? Thay. Hôm nay có thịt vịt ăn nữa. Với mượn búa với cưa của cha. Bữa giờ mẹ ngủ cả nha. Mẹ ngủ nấu vịt nấu lẩu chao cả nha. Mà bữa giờ cũng lu bu rồi nên không có thời gian nấu. Bữa nay sẵn vợ chồng Nguyễn gái làm phụ cái chuồng gà đó. Mẹ thôi mẹ bắt vịt lên nấu lẩu chao luôn. Gạo mua để sẵn. Cải bì xanh, rau muống. Cái này ba cái dây đinh. Lẩu chao thì đâu có thể thiếu. Chao. Chao. Môn, môn này mà nhỏ nhỏ gì ngon nè này. Ngon không? Ừ, sáng nhỏ mua bà chủ bà lựa dùng. Với bún nè cả nhà. Để em coi anh mua bún gì. Ai biết không? Em đòi hỏi mày ăn bún. Rồi, bún một lọc, bún một lọc. Bún này ngon nè, bún này cộng bún nó dai. Cấp này đi chợ lên tay nghề luôn trời. Lên tay nghề lắm. Ghê thiệt. Ghi dục vô đó cái đưa cho bà kia bà tự lựa nên bà. Bà nội chợ rồi. Anh Tèo bên đây đang xử đại ca vịt. Mẹ bên đây chỉ sẵn bắt nước. Rồi. Bắt ra. Trời. Dặn đó rồi. Rồi mẹ dặn cái bình ga thử nhận nút mà mẹ. Rồi dặn. Không còn miếng nào hết. Rồi. Mẹ nó lụm. Bình ga nhanh hết dữ luôn á anh. Bình ga mới có hai mấy ngày hết chân bình ga rồi. Rồi tính bắt cái lò ga tặng cho nhanh sôi để mình trụng cho nhanh cả nhà. Ai ngờ hết ga rồi. Rồi kiểu này để điện ga. Giờ cái lò than không bị sụm nụ. Hết ga giờ mẹ đem ra trước nấu. Nấu nhúm than nấu luôn cả nhà. Cha mới lên chơi. Bữa nay nhà mình bệnh quá cả nhà. Chưa khỏe lên hả? Nói chuyện hết nổi. Chưa hốt thằng bà giá được. Chưa nổi. Thì nào mới hốt được. Thì mình hết bệnh. Đó là bà giá đó. Cái tai ngứa liền dữ dằn đi chứ. Thôi chạy rồi, chạy em ra. Mà sao kỳ vậy trời, cái gì chị phụ nữ này kỳ vậy, đàn ông ta vỗ đích cỡ đó mà nín tin trời. Bà chịu sống. Chết luôn cái nhà. Dạ em cho mẹ em vậy đó, hay vui vậy đó nha. Nội chợ đi cũng mua. Đầy đủ hả? Đầy đủ. Rau, đầy đủ. Giờ mẹ lập rau, để xanh với rau muống. Còn vợ rồi lập rau. Mô mày em gọt nghe nặng nặng tay chắc dẻo á. Dẻo không? Ừ. Mô mà gọt xốp 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 là muốn dẻo, nghe nặng nặng tay là dẻo. Được, cấp này anh lên tay rồi, tay nghề rồi. Trời ơi, em kia giỏi anh ngoài em. Trong thời gian chờ đợi nước sôi mình làm công chuyện này. Ừ. Giờ ra vô thai. Đâu có vậy? Đâu rồi đó, mình vậy? Sao mà máu hết vậy? Xài đó chứ sao đó rồi. Đúng qua đây, hiện tại ngay cả con bà kìa. Xài hết cả cái gì bà kìa. Dạ, mình thấy gì đúng rồi. Mọi người bè à? Tôi biết à. Để bọn tao nó cho tao nó thiệt á. Ừ. Đây. Giờ mẹ với vợ nhổ lông con. Đây, đại ca Nguyễn mới ra. Đó, đây là cái gì ta? Thầu đó. Thầu. Phải làm thầu lại rồi, phải làm cà phê sữa cho thầu. Thầu mà từ đây chưa tính đến tí chiều chứ không rồi cuối thầu rồi. Thầu chuồng gà. Giờ bữa thầu vào lá nữa nha. Thầu chuồng gà. Thầu chuồng gà. Cây. Giác lên. Giờ cũng chặt tịch nè. Gỗ kho gừng đó em. Miếng này kho gừng. Còn như đây mình nấu luôn cho. Đây để con ấy nè. Giờ hai đại ca sẽ sẵn hành trang ăn ga đặng chiến cái chuồng gà. Làm sao Tèo? Cây này bắt qua cái kia, kia bắt qua cái nọ, đóng dựng lên gặp lọt to vô xong. Lý thuyết hay quá, để thực hành coi thế nào. Thực hành mà không đẹp có ta đạp hai thằng xuống dưới vuông luôn. Có cái thước nè. Đầu lấy thước đây. Lấy cây này hay gì anh? Lấy mấy cây này làm cột hả? Đẻo trước cho nó tròn tròn á. Cho đẹp mới được nha, đặng mai mốt người ta bóc đi làm chuồng vịt chuồng gà rồi nha. Tính mà để nguyên nhánh gì đang mang thức ăn rồi nó dễ.
Thôi mắng anh mình đóng đinh. Trời là trời. Dưới cô đi ra giám sát công trình. Tôi có làm. À, giám sát công trình đó rồi. Giờ đẻo mấy góc này trước phải không? Đẻo trước đây. Đẻo trước đây rồi mấy mình đo, mình cắt. Đo cắt. Cái này dài cắt 2. Mấy cây này dài dữ rồi ta. 3 giờ, cái này 3 luôn. Cái nào? Cái này. Cây cọc cả. Cái làm 2 được rồi, cha làm 3 ngắn. Không, nó có pháp chi cả. Mấy cây này cả nha, cây dài vậy nè. Thì cái gì? Cái cọc hở gì ngang lên ngực. Ngang này. Cây pháp chi trời. Trời ơi, mày đâu có vô chỗ trống chứ. Xong vô. Vô coi ổ coi bọng rồi. Rồi năm khi mày qua vô cao nó tạt thành đất. Tắt cao cao đây, để bố mốc đi nhậu về tôi đóng cửa ra chuồng gà ngủ. Tính trước cái kiểu đó cha ngộ quá, cho ông tính trước nha. Mốt hoàng tẹo đi nhậu về phía cho ra chuồng gà ngủ đóng cửa rồi. Giờ mẹ em ốp nữa nha. Ốp thịt vịt ốp dao vô cho nó thấm mình nữa. Cho mấy ổng ngoại ổng đẻo cây ổng làm đi. Bên đây nấu hồi tí chín rồi chưa vô ăn cơm luôn. Chứ để ai ngoại làm ngoại mà ở ngoài này trong đây không nấu hồi vô đó bụng có gì ăn. Chào, cục chào ngon. Nhiều nhiều đi mẹ, thêm cục nó đi mẹ. Coi lại cái muỗng đó luôn, mình hồi mình trộn luôn. Rửa thơm. Bỏ cái giấy này vô đây. Thơm cái nhà, chào thơm. Đấy. Bỏ ba muỗng một ngọt đi. Ba muỗng một ngọt. Phải chào nó mặn. Này mình bỏ một ngọt cái đường rồi được rồi. Chừng nào mà có thiếu nữa mình hãy bỏ ấy mẹ. Thêm. Chứ bây giờ. Trời. Em cho vô ăn vô xay tỏi xả. Mẹ bỏ tỏi trước á. Bỏ hơi vàng tí mẹ không bỏ xả. Đang hồi mình đổ nước vô, mình chán cái thau cho nó xong dịch đi, mình đổ nước vô. Thịt xà, đổ nước vô. Bên đây mẹ em sẽ mở tỏi để kho thịt vịt, kho gừng, kho miếng mặn mặn cho dễ ăn. Thịt này chuồn miếng thịt không nè, ăn mình kho. Con vịt này mẹ nuôi 3 tháng mấy rồi nè? 3 tháng bữa nay mới cái chó thịt nó nè. Cái chó thịt nó giống như thịt heo luôn á. Thịt không luôn. Mà con vịt này hơi mỡ luôn nhiều à. Thật này đường đó mẹ, siêu đường đó mẹ. Nó kẹo. Giờ bắt cái chảo lên nó cho miếng dầu ăn vô nha. Cái mình chiên cái môn mình nè. Cho nó gám gám nhỏ. Nặng mình bỏ vô trong cái nồi nước đó cho nó đừng nó lên. Nhà em thì ăn vậy đó, không biết là mấy anh chị làm sao thì em không biết, tại nhà em thì ăn dĩ quen. Okay.
giờ dịch nó cũng mì mè, mè bỏ môn vô luôn cả nhà. Bỏ môn vô cái cho nó sôi lên mình vớt bọt. Chín hết rồi, giờ dọn rau ra. Đó, ngày bên này em dâu mới đưa con đi học xong lại gấp bún rồi nè. Em dâu gấp nhiều bún làng hết nhiều bún nè. Ừ, mới vừa tới á luôn. Rồi cái này làm YouTube tới đâu rồi? Cũng được ổn ổn rồi. Ổn hả? Rồi chưa kênh không? Kênh tên gì nói cho người ta biết rồi. À, kênh Thái Lê Nguyễn 69 thì cả nhà. Ừ, ghê vậy. Cả nhà nhớ ủng hộ cho hai chồng em nha. Wow. Này, lẩu chào, rau, bún, vịt kho gừng, rồi nhớ hai chén hai loại nước chấm, nước chấm chào với muối ớt chanh, ai muốn ăn gì ăn. Giờ mời cả nhà dùng cơm với bún với cơm với gia đình em nha. Nhọn lên cả nhà. Có để chén đựng xương. À, cha không chịu ăn à? Ông nói giờ buồn ngủ chạy chợ ngủ à? Bạn lấy sức dưỡng bệnh để em đi cua được bà giá. Em mời cả nhà ăn lẩu chao với gia đình em cả nhà. Còn hai anh em thì làm chuồng gà vì nắng cái chạy vô, nắng chạy vô, hai thằng biết làm cái công trình này bao lâu mới rồi? Công trình gì chắc tới em ơi. Nhà chắc là lên chuyện chắc có 3 tháng. Làm chuồng gà bon á. Nắng thì nắng giờ hai anh em cưa cây thằng đo đằng cầm. Bây giờ ăn trước đi mời mốt tính tiếp thôi. Có thật mới dịch được đạo không? Thật mới dịch được. Đó, sao giữ bỏ rau vô. Ăn trước rồi tính sao? Má con muốn cải xanh nè. Đúng rồi. Kêu bằng cải trời phải không? Cải xanh khác, cải trời khác nhà nội. Dạ. Rồi đó, giờ ăn chan nước vô. Bún trắng đi ta. Bún này bún một lọc không ngon ha. Đây có thật luôn. Bún bún trắng tươi rồi ha. Nè cưng. Bún gạo mình lấy tới nó bóc tới nó rỡ rỡ có rỡ làm sao. Con phải ăn bún một lọc à. Em mời cả nhà nha. Giờ này đói cả nhà, giờ này 1 giờ luôn á nha. Chín gạo cái mình ăn gạo, ăn gạo ăn bún trước. Mẹ nấu hay em nấu? Mẹ nấu. Nước đậm đặc không? Đây em chấm miếng muối ớt chanh. Đây vô. Cái mề, sao mà múc ngấy mề. Em mời cả nhà nha. Ừ, giúp mình. Sôi. Còn hút luôn ha. Thế không sao thầu? Mà ăn tới 3 tháng mà. Chấm chào. Vẫn hút máu mà. Ăn môn à. Vô hồ nó. Lượng nha. Mừng nấu nó thơm nha, mừng thơm. Dẻo á. Cưng chan đi cho. Để trước đi em chan. Cái này bệnh miết à, không phải hết. Mới đi chích về nó hay vậy? Mới chích về nó. Cái gì á. Ok quá ha. Sao mẹ? Mềm không? Dịch của mẹ nuôi luôn đó. Ngon, ngon. Ngon dịch ở chợ mình mua, dịch nuôi nhà mà. Không được. Chấm nước chao nha. Chấm ngập ngập. Em ăn gì em thích chấm ngập ngập nha. 10 tháng 10. Ừ. 2 tháng mấy rồi? Con dịch vừa ăn luôn mẹ. Không có gục không ngon đâu. Thì bởi vì hơi bị ấy mình nhà bị ngon. Vừa tao nhắc xuống rồi để nó gục. Nhà mình ăn nó không có bơm nước quá. Nguyễn dùng những dịch kho gừng. Không có bơm nước á, ăn nó ngon. Kho gừng tính chấm gì vậy? Tính chấm chào. Quên. Kho gừng tính chào không? Là ngọt lạ. Có yếu gừng gì không? Có yếu gừng hay mặn hay ngọt lạ chưa? Nhiều không biết không? Không. Cảm nhận được mới được chứ. Chào sao? Nó dai thì. Dai hả? Dai. Còn này nó đủ thịt hay gì nè. Đủ thịt. Ở nuôi ú ù luôn à? Ừ. Dịch ta mà nó có hôi lắm không? Không, nó nói mình trà tử nó không. Cái trà đâu? Có không? Không. Dịch ngon nữa. Dịch ngon rồi. Đúng rồi má gì? Ngon má chỗ má. Được ngàm nó ngon. Ừ. Uống xìu xìu cho nên ăn được đấy. Nuôi cho ăn đầy đủ rồi, nữa là cái ông tối về ăn ngon. Nó ăn ngon. Không bây giờ học bữa nay ăn bún không dùng cơm luôn hả? Ăn bún. Chừng nào đói bụng thì lấy cơm ra ăn đi. Mà ăn bún mà sao đói bụng được. Nói chuyện về chút.
xôi cũng cạn dữ rồi ha. Giờ chuyển qua tới cơm luôn. Cơm à. Bún đã chuyển tới cơm. Nói ăn gì cũng ăn cơm nha nha. Cơm chắc bụng hơn. Đúng rồi, thèm cơm à. Ê, chưa được nước gì thôi được. Sáng giờ mẹ có quýnh cha mà cha buồn cho không lên ăn mẹ. Khúc ruột qua bảy rồi vậy. Ha. Ăn đi, ăn đi. Bộ không khúc ruột gì đó. Ừ. Khúc ruột mấy cốc rồi. Mấy cốc rồi. À, yếu hình như muốn. Chú rượu ha. Cơm dữ trời trời. Đói bụng. Nãy giờ rồi ăn gẩu chao mà giờ ăn thịt cua. Mày mồm miếng chao rồi cơm. Ăn từ từ thôi. Nóng. Ông Thầu nè, ông Thầu nè, ăn từ từ ông Thầu. Bỏng ruột. Dưỡng sức ăn nhiều nhiều đại ông Thầu. Ông Thầu, gắng ăn nhiều nhiều đại. Nhiều ông... có sức đừng làm công trình chứ. Công trình này giữ à, công trình này là thầu tới 1 tỷ mấy lần đó. Mấy 3 tháng mà mướn thêm cu li. Cu li VIP nữa vậy. Rồi video em chắc cũng tới đây cả nhà. Cả nhà đón xem video theo nha. Cả nhà nhớ cho gia đình em lượt đăng ký, lượt like, lượt bình luận, lượt chia sẻ là nha. Chúc cả nhà sức khỏe nha. Bye cả nhà nha. Bye cả nhà cái đại gia đình thân yêu. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ vợ chồng em nha. Với Kha Ni Nguyễn 69 nha.